Rạch Dẹm chính là tên của một ấp nhỏ nằm ở phía bắc đảo, chỉ có hơn 100 hộ dân và là địa điểm tham quan mới nổi gần đây ở Phú Quốc. Ở đây thì chưa có nhiều hoạt động du lịch và cũng chưa có dịch vụ lưu trú, đường đi thì cũng còn nhiều khó khăn. Nhưng mà ở đây có hải sản tươi ngon nè, giá lại rẻ nữa. Có những ngư dân ngày đêm hiền lành bám biển mưu sinh, chỉ mới nhen nhóm làm dịch vụ ăn uống do là thấy được nhu cầu của khách ngày càng tăng. Người dân Rạch Dẹm có cách sống và cách làm du lịch rất là riêng, khiến ai đến đây cũng mong ngày trở lại. Cách nơi sầm uất nhất huyện đảo Phú Quốc chỉ chừng 25 cây số, làng chài Rạch Dẹm lặng lẽ nép mình dưới những tán dừa. Người dân ở đây cũng nhẹ nhàng nương dựa vào biển khơi để kiếm sống qua ngày. Biển mặn luôn có nhiều sản vật ngọt ngào. Xóm nhỏ không dư dả gì, nhưng cũng chẳng quá thiếu thốn. Sống qua ngày đồ hàng ngày vậy thôi, chứ không có dư được. Mà cái đồng tiền nó cũng dễ, nó kịp theo mình. Cũng như bữa nay con nó thiếu tiền đóng tiền học này kia, 200, 300 gì đó. Cái mình sáng mình đi là về là mình chiều là mình đã có số tiền đó mình đóng rồi. Cá tươi với than hồng, chỉ vậy thôi mà bữa cơm của cả nhà anh Hải chẳng cần thêm gia vị gì nữa, vẫn đủ ngon. Nếu cảnh vật hoang sơ làm say lòng du khách, thì hải sản tươi ngon ở Rạch Dẹm chính là thứ khiến nhiều người dẫu no bụng vẫn cứ muốn ăn thêm. Một vài năm gần đây, những cây cầu nhỏ nối từ bờ ra biển được dựng lên, đưa khách đến với không gian lộng gió của biển để thỏa mãn cả thị giác lẫn vị giác. Rạch Dẹm cũng được xem là vương quốc của sao biển, bởi dù là ở dưới làn nước trong hay trên những bờ cát trắng, rất dễ nhìn thấy loại sinh vật thú vị này. Đôi khi, sao biển có cả trong lú ghẹ của người dân. Không phải đi quá xa bờ, nhưng đây vẫn là nghề cho thu nhập khá cao. Kiếm 400-500 ngàn đồng mỗi ngày, dễ như trở bàn tay. Đây là con cái mú. Có một căn nè. Mú nhỏ mà là mình đem vô nè, mình đem vô mình nuôi cho nó lớn lên á. Rồi mình mới con khoảng tầm ký, ký ngoài gì đó mình mới bán được. Giống như mình đánh bắt được những con mà kẻ mà nhỏ nhưng cái trọng lượng nó còn được lớn nữa, được quyền lớn nữa thì mình có thả, mình thả về cho nó sinh sản ra. Khai thác có chừng mực và biết nghĩ cho ngày sau, người Rạch Dẹm vẫn cố gắng gìn giữ những gì thiên nhiên ban tặng cho mình. Nép mình ven biển và nương dựa vào biển. Cuộc sống ở đây giàu có ngay trong sự đơn sơ của mình, đạm bạc mà vẫn đầy hương vị.